Đây em thấy chưa? Đấy, một chiếc máy chiếu chỉ có 1,2 triệu mà ở trong một cái môi trường mà nó sáng như thế này mà nó chiếu này, anh em nhìn này. Má, nó đẳng cấp thật. Anh em có tin đây là một chiếc máy chiếu Ultra High Dynamic Range mà chỉ có giá 1,210,000. Tin đâu? Không thể tin được đúng không? Bởi vì cái mức giá của nó quá rẻ luôn các bạn. Đấy, đây là một chiếc máy chiếu mini của Gudodoc. Trước kia mình đã review một con Gudodoc của trên kênh mình rồi ấy. Đấy. Thì đây là con máy chiếu mini của cái đời đấy ha. Trước kia là con 8K, con này là 4K. Con này như kiểu là nó giống như kiểu những cái đèn studio ở trên trong các cái quán bán quần áo đó các bạn. Đó. Ồ. Con này nó in thông tin ở dưới đây thì không biết là đọc cái kiểu gì nhá. Mã của nó là HI300 Projector. Đấy. Bóng là bóng LED ha. Xem cái phụ kiện của nó có những cái gì nhá. À, thì con này mình mua trên Shopee các bạn. Anh em nào cần mua thì có thể là truy cập vào đó để mua. Đấy. Đây là một cái dây nguồn. Cái dây nguồn này là cái dây nguồn số 8 nhưng mà nó cắm vuông như thế này các bạn. Con này thiết kế nó đứng được như thế này. Đấy. Và nó chiếu lên trên trần. Ok. Cái mắt này nó hơi lệch một chút nha các bạn nha. Nó hơi lệch về, nó không nằm chính giữa tâm mà nó lại hơi lệch về cái đằng này một tí. Khi mà xoay thì nó lồi ra như thế này. Cái này chắc là có thể thay đổi để lấy nét. Con này đối với cái tầm giá đây thì đương nhiên là không có auto focus rồi. Đấy. Một cái điều khiển nhá. Và một cái dây HDMI ha. Với là một cái hướng dẫn sử dụng, nhưng mà cái này không cần đâu các bạn. Xem cái này hệ điều hành Android không? Ấy da. Có Android luôn các bạn ơi. Đấy. Có YouTube các thứ này, là kết nối Wi-Fi này, nó biết là có Android rồi. Đấy. Ok, đây là một con máy chiếu là mini. Khá là độc đáo ha. Con này mình nghĩ là anh em để như thế này mà chiếu lên trên bên trên ấy, thì nó sẽ không hợp lý bằng cái việc là anh em treo ngược cái này lên trên trần xong chiếu xuống xong vứt luôn ở đấy các bạn, thì nó sẽ ok hơn, hợp lý hơn. Nhưng mà đấy thôi, đấy là tùy anh em thôi, anh em dùng như nào dùng. Còn cái việc là mình không có can thiệp được vào ha. Đấy, nó cũng giống như kiểu là đừng bao giờ dạy nhà giàu cách tiêu tiền ấy, thì đây nó cũng thế. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem luôn cái nội thất của nó, xong tí mình đem đi test các bạn nha. Đợt này độc máy chiếu với máy chiếu rồi, kinh thật. Đấy. Hôm qua mới review con vít này là ổn phết, nó 200, tính ra có 280,000 mà nó có được như thế này quá ok luôn các bạn. Không còn gì để mà bàn cãi nữa rồi. Nào. Đây là anh em phải tháo được cái chân này ra thì anh em mới xem được hết cái thông tin của nó. Nhưng bên dưới nó giống như là một cái mặt kính nhưng mà không phải. Nó chỉ là một cái miếng dán mica vào đây thôi. Đó. LCD projector này. Điện áp vào 100-260V này. Công nghệ bóng là bóng LED. Ok. Tròn như một cái ống nước luôn các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái nội thất của nó nhá. Mình chỉ khoái cái món này thôi. À, con này để dùng làm đỡ các bạn. Chết dở rồi. Làm đỡ không ổn rồi. Hôm nọ mình đang quay một cái con máy chiếu của Xiaomi. Nó tên là Wanbo Dali 1. Thì đến lúc mà mình cậy tung hết tất cả ra rồi thì mình phát hiện là cái con đấy nó không cần phải cậy. À. Đấy. Mình rất ghét cái kiểu thiết kế ngảm đỡ như thế này các bạn nhá. Nó gây khó cho những cái người reviewer như mình. Đấy, nó phải thế. Thì những cái video mà review về máy chiếu ấy thì nó sẽ rất là lâu. Nên là rất là mong anh em xem ủng hộ nhiệt liệt bằng cách là bấm like và cũng như là đăng ký kênh của mình. Rồi là cũng như là đừng quên để lại một lượt bình luận, xem hết quảng cáo để ủng hộ mình. Làm cái nghề YouTube này nó nghèo lắm. Nói chung nó nghèo lắm. Mình làm bao nhiêu năm nay rồi mà
Khôn thua. Đấy, thua cả thợ nghề thợ xây các bạn. Đấy, tí nữa thì mất tiền nó ăn đấy các bạn. Phải cậy cái mặt trước ra trước các bạn nhá. Xong là tháo được hai cái con vít ở đằng trước này này thì nó mới ra được. Đấy. Cái lúc này là cái lúc mà cần đến kinh nghiệm với kiến thức với lại trải nghiệm nha các bạn này. Đó, phải hội tụ đủ ba cái đấy. Thế là ra được. Ui giời, con này thế mà được phết nha các bạn này. Ồ. Ồ, nhìn ngon lành nhá. Ồ. Cái mặt trên là tháo được hết luôn này. Ô, quả này nhìn được phết nhá. Ô, đấy, có khi phải dừng lại làm cái quả thumbnail cái. Con thiết kế quả như này cũng được ổn đấy các bạn. Ừ. Có nhìn linh kiện nó bố trí khá là hợp lý. Nhìn như kiểu một cái phi thuyền gì đấy, nó rất là hầm, không phải hầm hố, nói hầm hố cũng không đúng lắm. Nó rất là huyền bí ha. Đấy, toàn bộ linh kiện nó nằm trong đây. Thì anh em xem đến đây đừng quên cho mình một lượt like nhá, một lượt chia sẻ nhá. Đấy. Mình sẽ cáo được cái cáp màn hình ra trước. Bên dưới sẽ có những con tụ anh em tháo, đừng có bật lửa ra nhá. Đấy. Cái cáp này dính chắc gớm. Cái này khả năng sẽ tháo được cái nguồn ra trước. Thì điều đầu tiên là mình đã nhìn thấy cái dây này là cái dây cấp vào bóng LED rồi. Bóng LED này. Đây nè các bạn ơi. Đó. Ây chà. Rồi, đây là cái bóng đèn nha. Còn đây là cái dây mà để dẫn vào cái nguồn AC đó các bạn. Đó. Để đến đây là các tháo được cái bộ nguồn của nó ra. Đây. Đấy, cái nghề này là nó chỉ sướng mỗi cái là nó có những cái sản phẩm này, nó là trải nghiệm đấy. Là mình dùng tiền để mua. Được chưa? Thì là sẽ được trải nghiệm những cái sản phẩm này thôi, chứ còn nó bạc lắm. Khôn thua. Đấy. Cái bộ nguồn này thì công suất của nó chắc cũng bình thường thôi. 27V 1,1A á, nó dùng cách là nâng cái điện áp lên để giảm dòng để cho nó tiết kiệm được cái không gian. 27V 1A với lại 5V 2A, như vậy là 27V 1A, như vậy công suất là 29,7V. 29,7W với 5V 2A, như vậy tổng công suất của nguồn là 39,7W các bạn nhé. Đấy là khi full công suất. Đấy. Bộ nguồn thì nhìn chất lượng cũng tương đối ổn, chứ chưa muốn nói là xuất sắc. Cái main PCB này cũng tương đối là mỏng, khá mỏng. Con này là con H7N65, chịu điện áp 650V 7A. Đấy, có một phép rời là ok rồi, chứ bình thường cái nguồn dưới 50A thì 50W thì thường thường là nó không có một phép rời. Ngay bên dưới bộ nguồn nó là cái buồng chiếu, và bên cạnh nó là cái main chính. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái main chính nó có những cái gì. Ở đây các bạn nha. Đấy. Nhiều người nói mà giọng mình nó hơi bị mấy ngày nay nó hơi bị gì thì thực ra là mình đang mệt các bạn nha. Mấy ngày nay con mình nó lại cai sữa. Thức đêm thức hôm mệt quá. Nói nó hơi giọng nó hơi lì lì lầm lầm tí. Anh em thông cảm nha. Nói một tí mà phải thở gấp. Đấy. Đây là cái chắc chắn là cái nút nguồn này. Vướng cái gì mà nó không lên được cả. À, nó vướng cái cảm biến hồng ngoại ở đằng sau. Đấy. Nó có 4 rắc kết nối. Thì cái rắc này là mình nghĩ là rắc loa này. Hai cái rắc này là hai cái quạt tản nhiệt này. Cái đây là anten wifi. Để xem cái main của nó như thế nào nhá. Ấy chà. Nhìn nó trông rẻ có triệu bạc mà nhìn nó ổn vết. Nhiều con TV box cũng chạy Android ấy. Chỉ là TV box nhá.
triệu bạc vớ vẩn, cấu hình chỉ có như này, phần cứng chỉ có như này. Ấy nha. Ô. Thế mà con này lắm IC phát đấy. Con xử lý chính của nó là con online online cái đéo gì không biết. H713. Đấy. RAM đây. Bộ nhớ đây. Ô, ngon nha. Chip wifi đây. Đó. Rồi, cứ bỏ sang bên đã, tí xem sao. Ai da, con này wifi của nó lại dùng hẳn một cái cạc wifi riêng các bạn này. Đấy. Đây hẳn là một cái cạc wifi luôn. Bằng PCB luôn. Ừ. Được đấy nha. Có triệu bạc mà nghĩ nó buồn cười nhỉ. Đấy. Khả năng là đến đây là rút được cái LCD lên. Thì mình sẽ rút luôn nó lên nhá các bạn nhá. Không biết độ phân giải vật lý con này là bao nhiêu. Kể ra được đến HD thì ok. Nói chung là đối với cái tầm giá 1 triệu mình không đòi hỏi gì nhiều các bạn nhá. Đấy. À, muốn rút LCD là phải rút cái được cái băng dính này lên các bạn. Thôi được rồi, cứ từ từ nhá. Bây giờ mình sẽ tìm cách xử lý từng cái một. Được chưa? Chưa biết là phải tháo, đây cũng khá nhiều ốc. Thôi có lẽ là mình chỉ tháo được đến đây thôi các bạn. Tháo thì tháo hết được nhưng mà nó khá là mất thời gian. Bởi vì là mình nhìn thấy là nó có khá là nhiều ốc ở đây. Trong đây thì nó thực ra nó chỉ có cái phần tản nhiệt với lại cái phần LED chiếu thôi các bạn. Không có cái gì đâu. Bóng thì chắc chắn là nó sẽ là bóng nhỏ rồi, không thể là bóng to được rồi. Bởi vì con này bản chất nó cũng là cái con tiết kiệm điện mà, vớ vẩn con máy chiếu bình thường thôi chứ không phải là to đâu. Con này thì nó dùng cái vòng xoay lấy nét ở đây. Và đương nhiên là nó sẽ không có autofocus rồi. Đó. Lấy thủ công như công nghệ như của 2 năm trước. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào các bạn nhé. Mình sẽ soi kỹ thêm một chút về cái hai cái main ở trên cái máy này. Con này thì nó sẽ đưa ra hai nguồn các bạn nhé. Đó. Một nguồn là nó sẽ lấy trực tiếp từ cái biến áp này. Cái biến áp này nó chỉ cho ra một nguồn thôi. Là cái nguồn 27V. Đó. Còn cái nguồn thứ hai là cái nguồn 5V ấy thì nó sẽ được book từ cái nguồn chính. Nó book áp này, còn nó có IC điều khiển này các bạn này. Và cái cuộn cảm này là cuộn cảm book áp. Thì nó sẽ ra cái tụ, đây là cái tụ này này, cái tụ thứ hai. Đấy, đây là tụ ra nguồn 5V. Các bạn nha. Đấy. Còn nguồn chính của nó ra con, nó lọc qua cái con diode này này. Và nó được qua hai con tụ chính như này. Thông số của nó đâu nhỉ? 35V. Đấy. Và nó sẽ được đóng cắt cái bóng đèn đấy là qua được con MOSFET 15P06 ở đây. Nó nhận lệnh điều khiển từ cái bo chính này đóng cắt qua con MOSFET này để được đưa đến bóng đèn LED. Tiếp theo nữa là cái nguồn 27V đấy nó lại cấp qua một cái khối nguồn khác, nguồn book để hạ áp xuống không qua cuộn cảm mà lấy ra cái nguồn 5V. Đấy, các bạn có thể thấy là cái biến áp này nó chỉ ra có đây, cái biến áp này nó chỉ ra có một cái cuộn thứ cấp thôi. Đó. Ok, đấy là cái khối nguồn nha. Còn cái khối mạch này thì ban nãy mình nhầm. Đây là cái dây quạt tản nhiệt bên trong, còn đây nó là cái dây mà ra cái mắt hồng ngoại phía trước để điều khiển các bạn nhé. Con này sẽ điều khiển được cả hai hướng. Đó. Máy chiếu nào thì cũng thế thôi. Ok chưa? RAM của con này nó sử dụng của SK Hynix, thương hiệu khá là lớn và uy tín. Rồi bây giờ mình sẽ tính cái này lắp vào và cho các bạn thấy được là cái này nó như thế nào các bạn nhé. Anh em chờ mình chút. Ô, cắm điện vào mới phát hiện con này nó vẫn có auto nắn lại màn hình nha các bạn nhé. Đấy, đây để cho các bạn xem này. Đây này, đấy các bạn thấy chưa, tự nó cân lại ấy. Khi mà mình chỉnh như này thì cái góc quay của nó sẽ bị góc chiếu của nó sẽ bị méo và nó tự nó chỉnh lại đây các bạn nhìn này. Đấy, tự nó chỉnh lại. Và mình phát hiện ra cái này là nó cân lại bằng con quay hồi chuyển cảm biến ở trong máy nhá.
chứ không phải là bằng camera mặt trước giống như các con khác, vậy cho nên là nó chỉ cân được một chiều thôi. Như thế này nó chéo nó không cân được này. Đấy. Nó chỉ cân được một chiều lên và xuống cái chiều quay của nó thôi. Đấy. Anh em thấy chưa? Khá là hay nha. Và đây là mình đang chiếu trong một cái môi trường khá là nhiều ánh sáng. Nếu như mà mình đóng cái rèm kia vào thì nó sẽ sáng hơn nữa cơ. Con này nhìn thế thôi mà cũng sáng phết. Anh em thấy chưa? Tự động auto nha. Đấy. Không biết là ông nào nghĩ ra cái cơ chế này cũng đỉnh phết ha. Ok, thì xem qua cái công suất của nó hiện tại đang ăn là 36W chuẩn luôn. Mình tính ra được là đúng là 36W luôn này các bạn. 37W ha. Tính chuẩn phết, đang hoạt động full công suất nha. Thì con này nó chạy Android các bạn. Con này nó chạy Android. Thì vào trong cái mục setting của nó, anh em sẽ thấy là nó sẽ có đầy đủ tất cả các ngôn ngữ. Ô nhưng mà cái con này thế mà mượt phết, anh em nhìn này. Đấy, mình di chuyển các thứ mượt phết nhá. Nó có tiếng Việt nhá, nhưng mà mình nghĩ là tất cả những cái sản phẩm máy chiếu này, ngoại trừ cái dòng Bicup nhá, anh em không nên để tiếng Việt. Bởi vì là nó Việt hóa nó sẽ không chuẩn. Đây, cả ví dụ như là cài đặt chiếu này. Đấy, mình sẽ vào một số thứ nó, anh em sẽ thấy là nó sẽ không. Để mình kết nối vào wifi nữa. Con này sẽ kết nối wifi nhé. Đây. Ô, con này nó cập nhật phần mềm mới nhá. Nhưng mà thôi không cần. Sau khi kết nối wifi xong thì nó detect ra được một cái phần mềm mới ha. Thì đây các bạn, quay ra này. Anh em nhìn thấy cái màn hình nó cũng rất là sáng nhá. Trên nền màu xanh mà nó cũng sáng gớm. Thì trong cái phần mềm cài đặt phép chiếu các bạn, thì nó sẽ có zoom này, chế độ chiếu này, anh em chú ý này, chế độ chiếu nha. Thì nó sẽ có là hỗ trợ chúng ta là chiếu từ phía sau, hay là chiếu màn hình không dây, hay chiếu truyền dữ liệu không dây, hay chế độ chiếu sâu. Thì tôi cái này cũng để mặc định nhá. Trong cái phần hiệu chỉ chỉnh hình ảnh đây này, thì nó tự động thiết lập ấy, là cái tự động scale khi mà nó chỉnh như thế này. Đấy, anh em tắt nó đi thì nó sẽ nó không chỉnh ấy nữa ha. Đó, nó có như vậy thôi. Ở trong cái mục chế độ chiếu ấy các bạn, chính vì nó Việt hóa nó không chuẩn ấy, thì trình chiếu màn hình không dây nó là bình thường à. Còn truyền dữ liệu không dây ấy là ở chế độ màn hình mà nó lại lộn ngược cái máy lại. Ví dụ mình chọn vào cái đây đi, thì nó là cái máy chiếu là anh em phải xoay lại, là cái lúc mà mình bảo là nó gắn ở trên trần đấy các bạn. Gắn ở trên trần nhà nó anh xoay lại này. Đấy, được chưa? Vậy cho nên là mình nghĩ là anh em nên để tiếng Anh. Còn cái để mình mở lại bình thường này. Còn cái chế độ mà màn hình chiếu phía sau, nghĩa là nó lật ngược cái màn hình lại. Đây cho các anh xem. Nó cũng là xuôi chiều đứng nhưng mà nó là lật ngược lại cái chữ. Đây này. Cái chữ này là cái chữ cài đặt chiếu đây này. Đấy. Chế độ chiếu này. Thì anh em sẽ nhìn từ cái phía đằng sau, tức là anh em sẽ nhìn đối diện với cái máy này thì nó mới là chuẩn à. Thôi sẽ trở lại cái chiếu thông thường nha. Đấy. Thế anh em chú ý như vậy ha. Còn về cái con này nhá, để mình xem hiện tại nó đang chạy cái thông tin thiết bị xem nào. Con này là RAM của nó chỉ có 1GB thôi. Bộ nhớ là 8GB. Đấy. Ô, con này Android khá cao nha. Android 11 này các bạn này. Đấy. Cũng được nha các bạn nha. Trong vòng sáng như này mà nó vẫn chiếu được tốt như vậy, chứng tỏ con này chiếu khá là ngon nha. Đó, anh em nhìn này. Thì ở trong cái ứng Google Play của nó thì nó vẫn có những cái ứng dụng ngon lành giống như là bình thường. YouTube các thứ thì đã cài rồi. Có cả Google Keyboard. Có ứng dụng dành cho các cái trò chơi này. Nhưng mà 1GB RAM thì chắc nó cũng không chơi được đâu. Đấy. Ok, phát ra nhá. Đó. Thì ở trong cái ứng dụng YouTube các thứ này, nó có trong cái ứng dụng của tôi này các bạn, nó có một cái AirPin Pro này. Thì khi mà cái AirPin Pro các bạn, thì nó sẽ có là dùng để link các cái phản chiếu các cái màn hình điện thoại đấy các bạn. Nó áp dụng tất cả các nền tảng luôn các bạn. Đấy, áp dụng tất cả nền tảng luôn. Quá ngon luôn các bạn. Anh em không muốn dùng cái chức năng Android trên sẵn trên máy thì anh em có thể là áp dụng cái này.
phản chiếu màn hình điện thoại thì nó sẽ ngon hơn. À, còn anh em dùng cũng được. Đấy, có các ứng dụng ví dụ trình duyệt này, cửa hàng này, Disney này, máy tính không biết nó cài máy tính và máy chiếu để làm đếch gì không biết. À, vào đến YouTube này, đấy, có sẵn Netflix các bạn nhé. Đấy, YouTube này vẫn cứ là sẽ có những cái video rất gì là bình thường trên YouTube. Đây em thấy chưa? Đấy, một chiếc máy chiếu chỉ có 1,2 triệu mà ở trong một cái môi trường mà nó sáng như thế này mà nó chiếu này, anh em nhìn này, má nó đẳng cấp thật, kinh thật. Đấy, hình ảnh rất là nét nha các bạn nhé. Đấy, em thấy chưa? Ôi trời. Đấy, hình ảnh nhìn rất là được nha các bạn nha. Ok, đây là chiếc máy chiếu 1,2 triệu, anh em có tin được không? 1,200,000 cho một chiếc máy chiếu full combo chạy Android như này. Đã màn nhìn quả hình ảnh của nó đây ác tỷ chưa? Đây là chiếu, nói thật sự là trong phòng chiếu có điều kiện ánh sáng rất là sáng các bạn nhé. Mà nó chiếu ra được như này thì là rất là tốt. Đấy, cho nghe thử của loa các bạn nhé. Nói chung là loa con này thì chống điếc thôi. Loa con này là chống điếc thôi các bạn nhé. Em nhìn này. Đấy, ok, mình tắt tiếng đi để cho nó tránh một số cái không hay các bạn nhé. Được đấy, mình không nghĩ là con này 1,2 triệu mà nó lại sáng được như thế này đâu. Mà cái ống kính của nó rất là bé nha các bạn nhé. Ống kính rất bé nha. Đó, chỉ đáng tiếc là con này nó lấy nét bằng tay. Đó, đây các bạn nhìn là phải xoay bằng tay này. Đây này, đây, thấy nó mờ chưa? Đấy, xoay bằng tay nó nét lại. Nhưng mà không có gì kỳ vọng quá nhiều về một chiếc máy chiếu mà chỉ có 1,2 triệu thôi. Mình thường máy chiếu mình review nó rơi tầm 3-4 triệu trở lên, cho đến 6, 7, 8, 9, 10, 10 triệu, 12 triệu. Con này chỉ có 1,2 triệu mà thực sự bọn Trung Quốc làm quá đỉnh luôn thôi. Ok, như vậy là trong video ngày hôm nay mình đã thiết kế, mình đã review cho các bạn xem một cái chiếc máy chiếu khá là hay ho của Wuzodoc. Con này chỉ có giá 1,2 triệu nên mua trên Shopee để đẳng cấp thật. Cũng có auto scale luôn các bạn nhé. Đấy, rồi thì liên kết mua con này mình sẽ để dưới phần mô tả video, anh em nào mua có thể là truy cập vào đấy. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.